In leaving his 10-year high school reunion, Dave feels inspired to give back to the community. Dave is passionate about Vietnam, but doesn't know how to make a difference. He remembers OneVietnam.org, a collaboration website for people and groups wanting to make Vietnam a better place. Dave creates an account on OneVietnam.org to follow his favorite organizations and connect with other users. Through conversations on One Vietnam Network, Dave comes up with an idea called Open Education, a program to bring top university education to Vietnam through online courses. Dave lays out his plan, proposes it on OneVietnam.org, and invites comments and help. Dave's idea is well received by the network, and his friends all want to help. The project's popularity on One Vietnam Network attracts organizations like Carnegie Mellon to share its online courses, Vietnam Book Drive Project to collect textbooks to support the curriculum, East Meets West Foundation to connect Dave with Da Nang University to start the program. One Vietnam Network connected all these organizations with Dave, and together they launched a successful initiative to help Vietnam. Trước tiên thì Christine xin mến chào hai bạn. Đây là Uyên và anh Huy. Hôm nay Christine xin kính mời hai bạn gửi một lời chào đến với quý khán thính giả của SBTN. Xin chào Christine và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Bảo Huy xin chào quý vị. Việt Nam. One Việt Nam là một mạng lưới để kết nối cộng đồng Việt Nam và những hội từ thiện để cho mình giúp đỡ nhau và giúp đỡ cộng đồng ở nước ngoài cũng như là những người khó khăn ở Việt Nam. Christine cũng mới tính hỏi là như vậy thì ai đã nghĩ tới cái tên One Việt Nam, One Việt Nam, why? One Việt Nam, một Việt Nam, đó là mình muốn bring cái idea là mình connect together. Người Việt Nam của mình ở nhiều chỗ lắm. Có 30-40 mấy cái countries. Mình ở bên France, mình ở bên Mỹ, ở bên Australia. Có nhiều chỗ lắm. Huy muốn làm một cái site trên mạng để bring them all together tới một chỗ để mình ăn nói với nhau, mình share stories, mình làm việc với nhau. So đó gọi là One Vietnam, là One Vietnam Online. Christine cũng mới nhớ tới một cái chi tiết nữa, đó là ngôn ngữ. Riêng với những với các bạn và cùng với Christine luôn thì Christine rất là thoải mái hơn khi mà mình dùng tiếng Mỹ, tiếng Anh. Lúc đọc tiếng Việt thì rất là chậm, có thể nguyên một ngày mới hết một cái email, sự thật là như vậy. Và tới bây giờ còn vẫn dùng những từ không đúng, rất là sai. Như vậy thì cho những các bạn như là Christine, trang One Việt Nam sẽ dùng những ngôn ngữ nào và sẽ làm sao để mà... Phần đông thì là One Việt Nam Network là sẽ ngôn ngữ phần tiếng Anh. Nhưng mà One Việt Nam cũng sẽ rất là try really hard để mà có những bài văn bằng tiếng Việt. Ví dụ như là bây giờ là One Việt Nam có một cái blog gọi là Vietnam Talking Points. Thì trong đó mình đã viết hơn 170 bài văn mà tự mình viết, những người trong cái team của One Việt Nam đã viết ra. Thì sau này mình sẽ dịch lại những cái bài đó hay là viết những cái bài mới bằng tiếng Việt cho những bạn ở Việt Nam có thể đọc dễ dàng hơn, và cho các cái group mà lớn tuổi hơn, ví dụ cha mẹ mình, và có thể dễ tham gia hơn. Nhưng mà nói chung là phần đông là bằng tiếng Anh, tại vì cái mission của One Việt Nam là để giúp đỡ những thế hệ trẻ, thế hệ 100 năm hay là thế hệ thứ hai, để mà dễ dàng connect với cộng đồng hơn. Lúc mà mình nói thế hệ 1.5 thì Christine xin hỏi thêm về cái đó, nghĩa là 1.5 là ai? Em nghĩ là 100 năm là những người mà đẻ ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ. Thì giống như là Uyên vậy, thì là mình đẻ ở Việt Nam nhưng mà lớn lên ở đây, mình assimilate vô cái văn hóa của Mỹ, của người Mỹ, nhưng mà mình có cái gốc Việt Nam. Còn whereas thế hệ thứ hai thì of course vẫn còn có gốc, tại vì cái mẫu mình là mẫu người Việt, nhưng mà đẻ ở đây. Yeah. Em nghĩ là như vậy. Fine lines. Vâng. Có một cái Christine để ý là trong cộng đồng của mình, những người trong thế hệ 1.5
có rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, phải không? Có nhiều người thì sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, có nhiều người thì không. Có nhiều người ở ngay những cái vùng như ở đây thì cộng đồng rất là mạnh. Còn lại những người như là Christine đã lớn lên ở thành phố Toronto, lúc đó không rất ít người Việt Nam, cho nên mình gần gũi hơn với những người Mỹ. Thì One Việt Nam sẽ làm những gì để mà giúp những các bạn từ mấy cái hoàn cảnh khác như vậy nó gần lại với nhau? Thì One Việt Nam, cái ý tưởng của One Việt Nam là trước khi mình thúc đẩy người ta để mà tham gia về làm việc từ thiện hay là volunteer này kia, thì là mỗi người phải có một cái connection đó trước. Và cái connection đó là về văn hóa người Việt của mình. Tại vì, you know, mình thích nói là, you know, every day when you wake up, mình không có nghĩ là mình là người philanthropist, mình là người làm việc từ thiện. Nhưng mà every day you wake up and you know you are Vietnamese. Là mình ngủ dậy là mình biết là mình người Việt, mình không có thể escape đó được. Có lỡ quên thì cứ nhìn vô kiến rồi. Yeah, mình là màu gì mình biết liền. Thì là One Việt Nam nếu muốn like use that connection side, cái connection đó về cái văn hóa và cái nguồn gốc của mình trước, và để thu lại những bạn mà có thể là không có quen biết về văn hóa của mình, về cộng đồng, để cho các bạn có thể identify với cái cộng đồng này trước, và sau đó để cho một cái reason, một cái lý do gì đó để cho các bạn để tham gia từ lúc đó. I don't know if I explained that. In many ways. Nói rất là đúng. Với Christine nói cũng rất đúng nữa. Là cộng đồng Việt Nam có nhiều loại người lắm. Nhiều loại người giống như Huy không có nói được tiếng Việt. Nhiều loại người chỉ nói tiếng Việt thôi, với nhiều loại người nó được hai tiếng luôn. So giống như One Việt Nam là một chỗ cho mấy loại người này gặp với học với from each other. Mấy Huy cần học tiếng Việt Nam thì Huy sẽ nói bạn chỉ Huy nói tiếng Việt giúp được đi được không, và nếu Huy được nói được tiếng Mỹ thì sẽ dạy người khác. So cái chỗ này cái chỗ mình để cho mình học from each other, we learn from each other in one place. So it kind of embodies cái idea của One Việt Nam là mình là một người, nếu mình nói tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì cũng được, nhưng mình học trong each other. I mean, ví dụ là bây giờ One Việt Nam có một cái nhóm supporter rất là lớn ở trên tại Facebook, mình có gần 6.000 người và ở khắp thế giới luôn, chứ không phải ở Mỹ hay là Việt Nam hay không. So even nếu mà có cái language barrier, there's so many other things that you can identify and connect people with. OneVietnam.org nó sẽ launch tháng 6 ngày 17. Và tháng 6 ngày 17 Huy mời quý vị lên OneVietnam.org để coi Huy mở hàng. Chúng ta sẽ mở hàng trong ngày 17 tại tháng 6. Có nghĩa là ngày đó các quý khán thính giả có thể tới và ghi danh vào bắt đầu một cái trang. Nguyên xin mời quý vị tới ngày 17 tháng 6 lên tham gia vào onevietnam.org. Tại vì tôi nghĩ là một cái project này rất là quan trọng với cộng đồng của mình. Tại vì đã sau rất lâu rồi mình cần một cái nơi để mà cộng đồng mình có thể liên hệ với nhau rất là dễ dàng. Tại bây giờ là mình có những cái technology để giúp đỡ mình làm như vậy. Thì tôi nghĩ người Việt Nam mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và có thể giúp đỡ nhau và I guess quen biết nhau. Christine xin hỏi là có nó sẽ dễ để mà mình sử dụng hay là không? Những cô chú mà lớn tuổi hơn có thể không dùng internet nhiều bằng thì nó có dễ? Yeah, cái đó là cái quan tâm nhất của One Việt Nam là để mình làm một cái design sau đó mà cho nó rất là dễ dàng để mà xài. Thì nói chung là nếu mình muốn tham gia một cái hội nào đó để mình tìm hiểu về những cái news của họ, mình chỉ cần bấm một nút thôi là mình được. Right? Thì khi nào mà mỗi lần mình vô lại onevietnam.org thì nó có đầy đó hết. Thì nó sẽ nhớ cho mình. Yeah, of course. Thì là mình có nhiều nhóm mình có thể theo dõi, thì nó nằm ở trong đó hết. Thì lần sau mình vô là mình để theo dõi hết tất cả những cái nhóm đó.
và những bạn của mình có thể theo dõi hết những bạn mà mình đã làm quen trong bao nhiêu thời gian đó, có rất đầy đủ đó hết luôn. Với lại One Việt Nam, mình sẽ ra một cái video để mà giúp đỡ những hội từ thiện không có quen về làm sử dụng mạng lưới để cho giúp đỡ họ để mà sử dụng, hay với lại những cô chú bác mà không có quen thường xài website này kia thì mình cũng sẽ làm một cái version bằng tiếng Việt luôn để giúp họ. And cái website giống như onevietnam.org sẽ bring it together để cho mấy người nhỏ với người lớn để gặp nhau, để nói chuyện với nhau, để chia sẻ chuyện về Việt Nam, về để cho mình không có bao giờ quên được nước của mình. Christine xin cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay, và cũng xin kính mời quý vị hãy đến với trang onevietnam.org trong ngày 17 Tây tháng 6. Xin kính chúc quý vị một ngày